chồng tương lai nhá, vợ anh là thế thôi, còn sau này nhà mình là phải có điều hòa âm trần nhá. Lại văn rồi, lại deep rồi. Cũng được, mình mua. Bởi vì nhà mình đang sửa xong rồi. Mời bạn đến chơi nhà mình. And this is vlog. Ai bấm chuông nhỉ? Xin chào, mời bạn vào nhà chơi. Welcome to my house. Và đây là căn nhà mà mình đã sửa sang trong vòng, mình nghĩ là cũng mấy tháng đấy, mình không nhớ lắm, bởi vì bây giờ thì nó mới bắt đầu hoàn thiện được tất cả mọi thứ. Thì nhà mình là một căn nhà mà mình cũng không biết nó là phong cách gì các bạn ạ. Thật sự, người ta là có phong cách Bắc Âu, phong cách hiện đại, phong cách wabi sabi, phong cách tối giản, nhưng mà nhà mình là theo phong cách theo anh thiết kế. Nói chung mình là một đứa rất dễ tính, một khi mình đã book anh thiết kế và mình đã làm việc với những ai có chuyên môn là mình tin tưởng họ, họ cứ nói gì thì mình nghe theo thôi. Nhưng mà chỉ có một điều duy nhất mà mình muốn theo ý mình ấy, đó chính là tất cả cái gam màu nhà mình phải là màu trắng, trắng tinh, trắng trơn. Cửa này thì nó hơi cơ bản một tí đúng không? Bởi vì nó không phải là cửa điện như mọi nhà chung cư bình thường, thì mình vẫn giữ được cái cửa tay nắm bình thường này. Thì tủ giày có một tí điểm xuyết màu xám và màu trắng. Cái này là đáng ra mình làm từ đầu là mình nói là anh ơi chơi màu trắng hết, nhưng mà anh thiết kế nó là thôi, có một tí màu ghi cho nó kiểu có một tí điểm nhấn, điểm xuyết, và có một tí đèn led đây cho nó sáng sủa một tí. Thì ở đây mình có rất là nhiều ngăn tủ để giày, bởi vì mình có nhiều giày lắm. Nhưng mà ở dưới này thì mình có một cái chỗ này để mình kiểu lười ấy, thì mình đi về mình bỏ vào đây luôn. Nói chung là tất cả những cái đôi giày mà mình hay đi và những đôi dép của bố thì mình có thể để đây. Đó, vậy là xong phần đầu tiên. Trời đất ơi, cả đời chưa bao giờ làm cái này cho nên nó hơi hồi hộp. Có gì anh chị thông cảm nha. Mà thật sự là kiến thức về kiến trúc hay gì của mình là bằng zero, các bạn là bằng không. Cho nên là được gọi là mình chỉ chia sẻ những cái gì mà mình đang sống trong cái không gian như thế này thôi. Có khi đi làm về mà mình kiểu đau bụng quá, ngay lập tức vào trong phòng tắm. Đây là phòng tắm mà bố mẹ mình sử dụng và có thể người khác, khách đến cũng có thể sử dụng. Khá đơn giản, không có gì mấy. Đây là cái thảm mình rất là thích. Thảm này mình chọn thảm con gấu chó. Gấu chó đáng yêu. Chào đón mọi người vào nhà. Nhà mình là một căn chung cư rộng 100m², có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm. Nói thật với mọi người là bây giờ mình cũng không biết là nên giới thiệu cái gì trước, bởi vì dãy phải là đến nhà phòng mình, dãy trái là bếp mà đi thẳng là phòng khách. Nhưng mà thôi, mình cứ giới thiệu bếp trước đi, bởi vì là bếp là trái tim mà. Cho nên là yeah, welcome to my kitchen. Oh, nice. Thì các bạn có thể thấy là tất cả mọi thứ cũng đều màu trắng. Và mình cũng điểm xuyết một tí đèn led ở đây cho nó sáng sủa. Nấu nướng gì là cũng có ánh sáng để nhìn cho kỹ, mắt cận mà, cho nên là cái gì nhìn cũng mờ mờ ảo ảo. Thì ở đây mình cũng làm thành mặt đá luôn. Còn ở cái tường này ấy, thì lúc đấy là mình có 3 option, có 3 sự lựa chọn. Một là cái tường mà từng miếng gạch ô vuông, cái thứ hai là cái kính trơn ấy, và cái thứ ba là đá như thế này. Thì anh thích cái hỏi mình thích cái gì thì mình nói là thôi anh ạ, ở dưới như nào thì ở trên như thế đi. Bởi vì dù sao mình cũng là một đứa gu thẩm mỹ là không có nhiều, nói thật là như thế. Nói chung là đã gu thẩm mỹ vừa rồi ấy, thì mọi thứ cứ nên basic, càng cơ bản càng tốt. Thì ở trên này là mình cũng làm các tủ mình kịch trần luôn. Bởi vì các bạn nhớ ấy, là ngày trước nhà mình ấy, thì mấy cái tủ nó không kịch trần, cho nên mình bỏ rất nhiều thứ linh ta linh tinh ở trên đấy, nhìn vào rất lộn thuộn. Thì ở đây thì mình sẽ để những cái thứ mà mình không sử dụng nhiều. Còn đây là cái nơi mình để bát đũa. Có đặc điểm của nhà mình đó là tất cả các loại bát và loại đĩa và loại tô thì đều trắng trơn hết, không có một họa tiết gì cả. Cảm giác cho nó kiểu mất cái này thì cũng không sao ấy, nó vẫn đủ bộ, nó vẫn là một bộ. Nhà mình là tuy là có ba bố mẹ con thôi nhưng mà có rất nhiều bát đũa, bởi vì cứ cảm giác là khi nào cũng sẽ có người tới thì mình cũng phải có đầy đủ để tiếp đón mọi người. Gia đình hướng ngoại mà. Một gia đình rất rất hướng ngoại. Rồi, còn ở đây thì mình để một cái máy rửa bát. Máy rửa bát này lý do mua nói thật là cũng do anh thiết kế dụ. Anh nói là mua đi em thì mình cũng mua thôi. Thì lúc đầu cũng cứ nghĩ là nó rửa có cái được gì đâu, thì vừa tốt điện vừa tốt nước các thứ. Nhưng mà phải nói thật với các bạn, trong veo không? Rất trong veo. Để nói là máy rửa bát nó vừa tiết kiệm thời gian mà mọi thứ lại sạch sẽ. Bát thì có thể rửa bằng tay nhưng mà cốc thì nhà mình sẽ chú trọng rửa bằng máy rửa bát cho nó sạch. Máy hút mùi này, bếp từ này. Ngại không? Rất ngại. Ôi, còn đây là bàn ăn của nhà mình. Tất cả mọi thứ nhà mình đều muốn nó có một cái sự đồng bộ nhất định. Như là mặt bếp này, bàn ăn này và cả bàn phòng khách thì mặt đá cũng giống nhau. Và bàn bếp nhà mình thì mình muốn làm cái sự vuông vức. Mình thích cái sự vuông vức hơn là sự tròn. Nhưng mà để làm cho mọi thứ nó dịu nhẹ, nó cân bằng hơn thì cái ghế nó phải tròn một tí như các bạn có thể thấy.
Nhà mình thì có ba chị em gái, hai chị thì lấy chồng hết rồi. Thỉnh thoảng hai chị đến đây chơi, anh rể đến đây chơi thì còn có bàn rộng để tiếp đón mọi người. Trước là nhà mình có một cái đảo bếp nhưng mà mình đã delete nó luôn để cho có cái không gian bếp ăn cho nó rộng, là không cần phải ngồi chiếu nữa. Bởi vì nói thật là bố mẹ mình là cũng tuổi về hưu rồi, cũng đau lưng, nhiều khi là ngồi chiếu nó không được tốt cho lắm. Cho nên chúng ta nên ngồi bàn. Đây là cái ghế, ngồi rất thoải mái. Ghế ăn. Ghế cho em ghế càng rộng càng to càng tốt. Vòng ba em to. Mình rất là thích gom nhặt và mua những cái chai nước và những cái bình đựng nước. Cái câu chuyện là ngày trước mình đi uống cà phê rất nhiều và mỗi lần mình uống thì mình đều dùng nhựa. Và khi mà mình up lên thì có rất nhiều bạn đã góp ý và nói mình, thì mình nghĩ rằng đúng ấy. Nói đâu xa đâu, chính bản thân mình hủy hoại môi trường. Từ đấy trở về sau là khắc cốt ghi tâm, đúc rút kinh nghiệm. Đó là nếu mà đi ra ngoài thì mang cái bình đựng nước. Mà mỗi cái chai nước và mỗi cái bình đựng nước ở đây đều có những cái câu chuyện gắn liền riêng nha. Ví dụ như cái này là gắn liền với hai lần mình bị Covid này. Cái này là người yêu cũ tặng. Bạn nha, bạn. Này, mình làm gì đó có người yêu, mình sợ ế. Thì chuyển sang đây thì chúng ta sẽ đến với phòng khách. Khá là đơn giản, tất cả mọi thứ ấy đều là màu trắng và màu be để hợp với cái gam màu chủ đạo ở căn nhà. Cái này là đều là gỗ nha, màu gỗ vàng hết nhưng mà mình sơn lại ấy. Mà mình cũng không biết là ghế sofa nhà mình có cái gì, mà mình thề với các bạn mỗi lần mình ở đây, mình ngồi đây là mình buồn ngủ. Đây là cái cây hạnh phúc, hy vọng rằng là tất cả chúng ta sẽ thật sự là hạnh phúc và an nhiên theo cách của riêng mình. Lại văn rồi, lại deep rồi. Còn đây là hai cái gối mà nói thật với mọi người là hôm qua mình mới đi mua, giá là 300.000 một chiếc. Thì lúc đầu là cũng định mua khoảng 4 cái, nhưng mà sau nghĩ lại là thôi, về xem mà nó có phù hợp với cái ghế sofa của mình hay không. Mình đến đi mua xong mình hỏi chị tư vấn là chị nhân viên là chị tư vấn cho em đi, chị quyết cái gì là em nghe theo chị. Thì chị nói là thử mua cái này đi, mình thấy cũng được, mình mua. Các bạn thấy như nào? Đây là cái rèm nhà mình, nó không phải là cái màu ghi giống cái màu cái ghế hay là giống những cái chi tiết khác. Khi mà lên hình thì nó sẽ khá là sáng sáng, nâu nâu. Nói chung là cũng phù hợp, những cái gì mà nó không hoàn hảo chính ra nó lại đẹp. Hình như lúc đầu chọn sai màu hay sao. Nhưng mình cứ nghĩ nó đẹp đi mọi người. Mình nghĩ nó đẹp là nó sẽ đẹp. Kệ và cái tivi nhà mình, đơn giản là cái tivi treo tường. Thì lúc đầu là mọi người còn định thiết kế cho mình là có ốp một cái bức tường đá ở đây, rồi là có thêm tủ các thứ. Mình nói với anh thiết kế là anh ơi, nhà em càng đơn giản càng tốt, anh làm như nào càng ít đồ càng tốt. Cho nên là mình delete hết tất cả những cái ốp tường sau này, mình chỉ để trơn trắng như này thôi. Kệ này cũng cực kỳ đơn giản luôn, không có cái gì nó đặc trưng cả. Cái đặc trưng là hai cây này, để cái nhà mình rất thích cây. Thảm nhà mình đây, thực ra nó hơi nhỏ so với cái mong muốn của mình. Bông bông này mình cũng không thích lắm. Mình thì vẫn thích cái thảm len mà nó đông về. Nên là mình đã mua tạm cái này để quay house tour. Bởi vì trước giờ mình có xem Netflix hay mình xem YouTube là mình hầu hết là xem trên điện thoại. Bởi vì TV nhà mình đâu có kết nối được mạng đâu. Cho nên là bây giờ là lần đầu tiên mình cảm giác mình xong việc. Mình thưởng cho mình một cách là mình nằm trên ghế sofa nhà mình và mình xem phim. Trời ơi, nó phê, nó xứng. Đây đúng nghĩa cảm giác là giấc mơ được hiện thực hóa. Dream come true. Nhà mình thì có hai cái đèn trần. Và cái đèn trần ở bàn ăn ấy thì lúc đầu mình cũng không định có. Nhưng mà sau mẹ mình nói là đèn trần mà chiếu xuống dọi thẳng vào bàn ăn ấy thì phong thủy rất tốt. Thì mình thấy mẹ mình nói thế thì mình nghe thôi. Người ta sống dựa trên niềm tin mà. Và có một cái nữa mà mình yêu cầu lúc mà thiết kế, đó chính là nhà mình phải rất sáng. Anh làm đèn kiểu gì cũng được sáng giúp em là được. Được gọi là nó thỏa mãn mình là được rồi. Đèn sáng, quay tốt. Cái nữa mà mình cũng phân vân khi mình làm nhà, đó chính là liệu mình có nên lắp điều hòa âm trần hay không. Nhưng mà sau khi mình nhìn cái giá điều hòa âm trần 150 triệu hay sao, 150 sao đấy, mình chắc thôi, hơi tốn kém, là mình làm điều hòa bình thường thôi. Đấy, cho nên là chồng tương lai nhá, vợ anh là thế thôi, còn sau này nhà mình là phải có điều hòa âm trần nhá. Trộm vía. Ta-dan, và đây là phòng ngủ của mình. Phòng ngủ của mình là phòng ngủ master, phòng ngủ và phòng vệ sinh. Là gam màu cũng là gam màu trắng và màu ghi. Cái ga giường này là mình cũng rất là băn khoăn khi mình mua. Bởi vì những cái ga giường mình dùng trước ấy là màu xám, màu đen, màu nâu. Và xong mọi mình nói là không có được, không có được con ơi. Con gái ấy, phòng cái ga giường nó phải là một cái màu nó tươi. Thì cuộc sống nó mới vui vẻ, nó mới tươi được. Và đặc biệt màu hồng rất tốt cho chuyện tình cảm. Ok luôn, riêng cái đấy là con nghe mẹ luôn. Đây là cái gương mà mình mới tậu. Còn cái gương mà thân thương thì mình đã cất ở một góc dưới. Yêu cầu của mình là tất cả mọi thứ đều phải kịch trần. Và những cái hộp ở trên này phải đủ để đựng vali. Bởi vì cái phòng cũ của mình ấy, vali là xếp là chồng chất, là rất là mất thẩm mỹ. Và mình thì có hai tủ quần áo. 1, 2,
ở dưới chân giường của mình còn là hai cái ngăn kéo mà mình đựng rất là nhiều đồ. Mình rút kinh nghiệm từ cái phòng cũ đó là ở dưới chân giường, gầm giường của mình nó quá là nhiều thứ luôn, bởi vì có quá nhiều đồ mà không biết để đâu thì phải để ở dưới hết. Phải áp dụng cái này. Cái này thì nó quá phổ biến rồi ha. Nhà mới nào, nhà nào mà chẳng có cái này. Vừa tăng thêm được cái hiệu năng mà lại vừa tiết kiệm, lại vừa sạch sẽ, lại vừa cất được đồ. Còn đây là phòng tắm. Phòng tắm mình thì khá là đơn giản. Có một cái vách ngăn, một cái toilet, một cái sink, một cái bồn. À, cái này vừa làm gương vừa làm tủ luôn. Đấy, rất là thú trong. Dưới này cũng là một kệ tủ nữa để mình đựng nhiều đồ con gái. Thế thôi, không có gì hả? Cái thiết kế ban đầu đó là mình định làm cái tủ này thành một cái tủ kính để mình đựng túi. Nhưng mà sau đấy mình đã chuyển tủ túi sang phòng bên kia. Còn cái này thì mình sẽ để một chút đồ linh tinh như là nước hoa. Nhà mình những cái chi tiết nó khá là vuông vức, cho nên mình luôn cố gắng điểm xuyết một cái gì đấy cho nó hình tròn, cho nó cân bằng ấy. Bởi vì lúc đầu cũng thiết kế là vuông hết luôn mình ý. Cái này nó có hơi cứng cáp quá không nhỉ? Mình phải có đủ tròn, đủ vuông cho nó cân đối. Cái này là cái kệ giường, luôn có ảnh gia đình. Lúc mà mình thiết kế thì mình phân vân là không biết nên làm cái bàn này là một bàn trang điểm hay là một cái bàn bình thường để mình có thể ngồi thôi. Thì mình quyết định là mình sẽ làm một cái bàn bình thường. Lý do là bởi vì trang điểm thì mình cũng không trang điểm nhiều, mà mình cũng hay đi trang điểm, có các anh trang điểm cho mình. Make up thì mình sẽ để đồ make up của mình ở đây, nó đang hơi lộn thuộm chưa dọn. Mình có cái phòng làm việc ở bên kia rồi, nhưng mà mình vẫn muốn đây là cái nơi mà mình có thể ngồi làm việc, mình có thể thay đổi không gian làm việc của mình để luôn luôn có cái sự sáng tạo. Chung là một cái đèn và một cái cây. Cây này là cây gì ta? Kèm theo một cái chậu tên là Nice. Khi nào mà ngồi buồn quá hãy nhớ rằng I'm nice, you're nice, the weather is nice, today is nice, everything is nice, the world is nice, life is nice. Mình có một bí mật phong thủy muốn chia sẻ với mọi người. Bí mật thì không phải đâu, lên mạng đấy. Khi nào mà các bạn cảm giác như cuộc sống mình có nhiều cảm xúc tiêu cực này, có những cái vấn đề nó có va vấp, nó có không thành ý, thì các bạn thử nghe mình để một bát muối ở dưới chân, ở dưới bàn, xem mà nó có thay đổi không. Thì cái này chỉ là một cái mẹo phong thủy thôi. Đương nhiên là cũng không có một cái khoa học nào chứng minh, nhưng mà từ bé tới lớn thì mình đã áp dụng và mình cảm giác nó rất là đúng. Nó thu hút được những cái sự tiêu cực và nó mang lại cho mình một cái sự tinh khôi, tươi mới và tích cực. Muối mà. Mình có thể làm việc ở đây, hoặc ở đây. Và đây là căn phòng thứ 3 của nhà mình, phòng làm việc của mình. Và nếu như mà các bạn đang suy nghĩ rằng ui, tại sao vẫn chưa có một bạch mã hoàng tử đến bên cạnh em, thì tại sao chúng ta không dùng tiền và mua một cây bạch mã hoàng tử để ngay trong phòng làm việc, để khi nào chúng ta làm việc, chúng ta sẽ tự dặn mình hãy làm việc thật chăm chỉ, rồi đến một ngày hoàng tử sẽ xuất hiện. We don't chase, we attract. Tao lại mày đừng có hát nữa Khánh Vy. Ở đây là một cái kệ, lúc đầu là đựng sách, để sách, nhưng mà sau mình thấy là thiết kế nó cứ hơi không phù hợp để đựng sách, là nút bạc rồi mấy cái hình ảnh của idol của mình. Đây là quả địa cầu. Thì lại một chút phong thủy. Đó là ngày xưa là từ năm cấp 2 là mẹ mình đã mua cho mình một quả địa cầu ngay trên bàn học rồi. Bởi vì mẹ nói cái đấy là phong thủy rất tốt cho việc học hành. Cho nên nếu bạn nào mà có một tí phong thủy và sống tâm linh như mình thì đang muốn học hành thi cử đỗ đạt thì hãy để quả địa cầu ở bên cạnh. Một phần là mình có thể thuộc cái địa lý của trái đất, một phần là mình cảm thấy có niềm tin hơn, đúng không? Nhưng mà vẫn phải học chăm chỉ nha. Học chăm chỉ thì mới có điểm cao được. Tháp Văn Xương cũng là một biểu tượng cho cái sự học hành. Đại loại là nhà mình là một gia đình ưng học, ưa học và nghĩ là học là tất cả mọi thứ. Cho nên là mẹ mình mua rất nhiều cái đề co, mà cái này là từ cái thời xa xưa. Cúp VTV này, top 5 MC biên tập viên ấn tượng của VTV Awards 2020. Nhưng mà có một đặc điểm ở trong phòng này, đó là mình có rất nhiều bức tranh của mình. Nhìn đây thì chắc mọi người sẽ nghĩ mình là một người tự luyến, tự ái, yêu bản thân mình. Nhưng mà thật sự là tất cả những bức tranh này đều là những bức tranh mình được tặng. Đây là tủ đựng túi sách của mình, túi và sách. Mình lên mạng xem các house tour, xem các chị mà có những cái tủ đựng túi hàng hiệu, rồi mấy cái đôi giày, cái phòng trang điểm ấy. Thì đây là một ví dụ điển hình cho sự học đòi, nhưng mà đòi chưa tới. Cho nên mình sẽ phá cách một tí bằng cách là vừa để bỏ túi, vừa để sách, để thành một cái tủ đựng túi sách. Bởi vì là túi mình chưa có nhiều, với cả là mình cũng có kha khá sách ở đây thì mình cứ áp dụng thôi. Và có một tí đèn led ở đây cho nó sáng sủa đẹp đẽ. Ở dưới này thì mình sẽ đựng những cái đồ mà brand tặng ấy. Có rất nhiều đồ brand tặng, mà brand toàn tặng hộp to đẹp, mà bây giờ vứt thì không bảo vệ môi trường, vứt thì lãng phí, mà để lại thì nhiều khi nó tốn kém diện tích. Cho nên cứ thiết kế những cái
như này. À, một cái điểm sáng và cái điểm mình thích nhất trong cái phòng này đó chính là cái ghế này của mình. Bởi vì mình là một đứa ngồi rất là nhiều, làm việc có thể ngồi từ sáng sớm đến khuya để ngồi dựng video clip. Thì càng về sau mình thấy là sức khỏe mình yếu hơn, đau lưng kinh khủng, mà đã đau lưng là không làm được cái gì. Cho nên là lúc đấy thì mình cũng phân vân là không biết là mình có nên mua một cái ghế massage kiểu mấy chục triệu mà to để trong nhà hay không ấy. Nhưng sau mình nghĩ là mình muốn cái gì đấy nó tối giản và nó nhỏ gọn. Mình ngâm cứu cái ghế massage văn phòng. Thì ở trên thị trường có khá là nhiều loại, nhưng mà cái loại này là phù hợp nhất với mình. Em này là Luxport, ghế tên là Boss Chair Luxury Q8. Từ khi có cái ghế này, mình áp dụng cái phương pháp tập trung Pomodoro hiệu quả hơn. Tức là mình làm việc trong vòng 25 phút đúng không? Và sau đấy mình nghỉ trong vòng 10 phút. Thì trong 10 phút đó, mình massage về ghế luôn. Mỏi lưng, massage lưng. Mỏi cổ, massage cổ. Mỏi toàn thân, massage toàn thân. Cái hay của cái ghế này đó là có 4 bài massage, đấm đạp, xoa, bóp, đủ thể loại các thứ. Mỏi chân, ok, có gác chân luôn. Thay vì ngả lòng vào một người vô tâm với bạn, tại sao bạn không chọn ngả lưng vào một chiếc ghế có khả năng ngả 145 độ mà bạn vẫn có thể được thư giãn? Cái này còn có một con lăn thủ công nữa, tức là có thể di chuyển cái con lăn này tới cái vị trí mà bạn muốn massage, ví dụ như giữa lưng, 2/3 lưng, ở chỗ cổ, ở chỗ vai, gáy các thứ. Thực ra về ghế này là mình không đến tận nơi xem, bởi vì mình cũng vội mà lúc đấy rất cần, còn đau lưng nữa, cho nên là alo ngay tức anh ngồi cho em order một chiếc, ok để anh ship ngay luôn. Thì em nghĩ là cái gì đầu tư cho sức khỏe mình không nên tiếc anh chị ạ. Mình cứ phải sức khỏe đặt lên hàng đầu. I'm fiercely independent, but I'm also terrified of being alone. Phòng giữa này là ở vị trí tâm của căn nhà và mình lại đặt bố mẹ trong tâm, cho nên đây là phòng của bố mẹ. Nhưng mà để giữ sự riêng tư của bố mẹ thì mình xin phép không quay nhà. Tuy là công sư tử nhưng mà trong cuộc sống mình cũng không độc lập lắm đâu. Cái duy nhất mình độc lập đó là độc lập tài chính. Nhưng mà trong cuộc sống kể cả mình có mà ở trong căn biệt thự ấy, mình cũng cần có người. Trong làm việc cũng thế, mình cũng thích làm việc cùng có người. Mình cũng không thích ở một mình. Cho nên là mình đã phải thuyết phục hai vị thân sinh yêu quý của mình ở cùng con gái út. Xin giới thiệu với mọi người bố tôi, ông Trần. Vâng, xin chào ông. Rất cảm ơn ông ngày hôm nay đã dành thời gian đến cùng chúng tôi với chuyên mục Nhà Tạm Đẹp. Thì theo ông là có những cái điểm hay những cái chi tiết nào trong căn nhà này mà ông thích nhất? Là căn nhà đẹp nhất đó là công năng sử dụng. Với cái căn nhà như thế này thì ông thấy có những cái điểm gì mà thể hiện được cái nét tính cách đặc trưng của chủ nhà là cô con gái? Đấy là cái form màu sáng. Form màu sáng. Cái thứ hai, nó phải nhẹ nhàng và thanh lịch. À, vâng, và bây giờ thì có rất là nhiều bạn trẻ đang mong muốn là có thể sửa soạn trang trí decor căn nhà hay không gian sống của mình một cách đẹp, đúng ý. Và với một người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thì ông có những lời khuyên gì ạ? Căn nhà đẹp là đó là điều ước mơ của mọi người. Dạ. Nhưng thực sự để định nghĩa và khái niệm một căn nhà đẹp thì đó là một điều cũng rất khó. Căn nhà đẹp là thể hiện cái tâm hồn của mình gắn vào căn nhà thế nào. Và căn nhà đẹp là một căn nhà nó mang, tức là cái công năng sử dụng có hợp với mình hay không. Còn khái niệm một căn nhà đẹp hiện nay thì nó không giống nhau. Thực ra là cái này con hoàn toàn đồng ý với bố yêu của con. Đó chính là cái việc đẹp ấy, hay là không đẹp ấy, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái ánh mắt chủ quan của mỗi người. Người ta nói vẻ đẹp mà nằm trong ánh mắt của cái si tinh mà. Cho nên cái việc mà làm nhà thì lưu ý tới cái tính cách và cái công năng sử dụng của mỗi người. Và mình tin rằng là nhà nào cũng có nét đẹp riêng, không có cái nhà nào xấu hết á. Cho nên căn nhà ấy cũng giống như cái hồn của chủ nhà. Nhân đây thì con cũng muốn gửi lời cảm ơn tới bố yêu đã giúp con. Đã giúp con được gọi là giám sát và cho con những lời khuyên, được gọi là một cái nhân vật chủ chốt trong việc con. Thiết kế. Cảm ơn con, cùng bố để đi đón cháu cho nó kịp. Không có là hết giờ. Thế dành thời gian thế là quý giá lắm rồi, bố cũng bận lắm nhé. Cảm ơn, rồi, thank you very much. Thank you very much. Thực ra là nhà mình chỉ có một cái ban công thôi, chứ không có hai cái ban công như nhiều căn chung cư khác. Cho nên ở đây thì mình có một cái máy sấy và một cái máy giặt. Và ngoài ra thì mẹ mình và mình cố gắng mua rất nhiều loại cây để ban công cho nó sinh khí. Một người có một cái tay chăm cây rất tuyệt vời, mẹ tôi, bà Nguyễn. Chào các ạ. Xin chào mẹ yêu. Bây giờ mẹ yêu có thể giới thiệu với mọi người từng loại cây được không ạ? Cây này là cây thường xuân. Tức là tuổi xuân mãi mãi trường tồn. Cây sống đời. Cây sống đời này thì vừa là chúc sức khỏe gia đình này, đây vừa tình yêu này, vừa tình bạn này. Cây này có nhiều ý nghĩa lắm. Lễ hổ. Lễ hổ.
Cây này là cũng có tác dụng là lọc không khí. Còn đây là cây trầu bà. Cây trầu bà. À, có cái sự xung xuê này, nhưng mà nó là lọc không khí rất là tốt. Đây là cây ngọc ngân. Là biểu, nhiều tiền rồi. Biểu tượng của nó là của tình yêu, nhưng mà cũng là sự giàu có của gia chủ nữa. Tôi gia đình lại vừa nhiều tình yêu lại vừa giàu có. Ôi dồi ôi, đúng rồi. Tuyệt vời. Tốt nhất là được phòng muỗi. Phòng nhà nào mà chồng ấy là muỗi nó không hay đến đâu. Ê, các bạn theo dõi kênh YouTube của mình. Đây là nhà đầu tư của mẹ. Nhé. Tuyệt vời. Mẹ đầu tư cho con cả đời, bây giờ con đầu tư lại cho mẹ. Mẹ cảm ơn con. Em Kim thích nhất điều gì ở nhà Dì Vi? Khi ạ. Khi thơm, khi mùi tắm yêu. Thực ra mình là một người rất tin tưởng vào cái việc ăn cư lạc nghiệp và ăn chắc mặc bền. Cho nên là đến bây giờ thì mình cảm thấy vô cùng trân quý, may mắn và biết ơn khi mà mình đã có một căn nhà mà ở đấy mình được sống với những người thân yêu của mình. Và mình thấy là đến cuối cùng, dù đấy là một căn nhà 10m2 hay 100m2, một căn nhà chung cư hay là một căn nhà đất, một căn nhà bình thường hay là căn nhà duplex penthouse, một căn nhà đang thuê hay là đang mua rồi, nếu mà căn nhà đấy mình đặt hết cái tâm, cái hồn của mình vào đấy thì đấy là một căn nhà đẹp rồi. Cho nên mình hy vọng rằng là tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy cái sự an yên và cái sự yêu thương cho không gian sống của mình. Miễn là mình cảm thấy thoải mái với không gian sống và mình cảm thấy được là chính mình cảm thấy được thuộc về, thì đấy đã là một mái ấm. Và cái mái ấm và cái tổ ấm thì nó quan trọng hơn rất nhiều với căn nhà, là cái gạch, là cái sơn, là cái tường, đúng không? Home is where the heart is. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi tận giây phút này của vlog, và chúc chúng ta sẽ có một ngày thật vui. Thank you so much for watching. Love you. Mọi người phải cẩn thận nhá. Đây, rồi, đó, xuống dưới kia, không cần quẹt thẻ. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã tham quan nhà mình. Hôm nay không ăn được gì nhiều nhỉ. Thôi lần sau nhá. What I eat in a day vlog. Tuyệt vời. Cảm ơn mọi người. Thank you. Đi về cẩn thận nhá. Love you.